Dạ rồi, tiếp tục video buổi chiều của em ngày hôm nay là ngày 25 anh chị nha. Chiều anh chị, buổi chiều nha, 25 bay tháng 10 anh chị nha. Đó. Có cặp này tầm cũng cỡ 8 tháng. Duyên con nó 10 tháng anh chị, còn hai con kia tầm 12 tháng anh chị nha. Đó. Thì còn lại để em quay hết cho anh chị mình tổng thể buổi chiều hôm nay luôn anh chị nha. Đó. Còn bên này thì còn có cặp này thì em có khách cũng có chốt rồi anh chị. Cái con kia thì lẻ hồi mai còn lại con anh chị nha. Con lẻ 18 bãi xương lớn anh chị, còn lại con đó hả. Nó đem quay cặp đầu tiên vô cho mình anh chị nha. Đó. Hai con này thì chịu cao nó là nó cứng mét mốt, cứng nốt dư anh chị nha. Đó. Nói chung là bò này nó ngoài mét mốt cỡ mét 12 13 gì anh chị. Hai con này nè, cái con này thì nó thấp hơn cái con kế anh chị nha. Thấp hơn cái con đen rơm. Trời, còn cái khớp sao mà nó dài quá trời dài. Cái con trong thì dàn yếm dàn rống nó thiếu con này anh chị ha. Con này thì có rống có yếm hơn. Cặp mình cổ anh chị, con này thì nó liền liền hơn nha. Nói chung con bò em có rống có yếm thì dễ coi hơn chút xíu anh chị. Còn cái con bên này thì nó hơi thiếu rống, thiếu rống thiếu yếm mà được có dàn đít anh chị, đít đổ anh chị. Dàn đít rất là lực nha anh chị nha. Đó. Bò này mẫu mẫu F1 anh chị mà sao rúng yếm không ít thắt hơn ta. Rơm dễ không? Xương sóc đồ khá lớn anh chị nha. Xương sóc lớn mà thẳng anh chị nha. Cái tháng tuổi bò này tầm khoảng 8 tháng anh chị nha, 8 tháng nha. Đó, anh chị mình thấy cặp bò này buổi chiều hôm nay á, mình thấy nghĩ liên hệ với em cặp bò này nha anh chị nha. Không giá bán cho cô chú anh chị mình luôn cho nó dễ. Cặp bò này có giá bán em là 34 triệu anh chị nha. 34 triệu nha. Đó. Anh chị quan tâm liên hệ với em nha. Đó. 34 triệu là giá bán anh chị nha. Giá bán càng theo phí nha. Giá bán càng theo phí nha. Xương sóc con nào cũng khá anh chị nha. Chỉ con cái là con có rúng có yếm thì nó liền liền hơn chút xíu thôi nha anh chị. Đó. Bên nay về được có mấy con anh chị, có mấy con buổi chiều anh chị ha. Quay nó cho anh chị mình luôn. Thôi, con này nó cạ, không có tắm anh chị, con này nó cạ nó tắm, sừ sừ là cái lông hết. Con này dễ ăn lắm anh chị, con này cám đồ ăn rất là dễ luôn, cám sắc bì ăn rất là dễ ha. Đó, anh chị quan tâm thì liên hệ với em cặp này nha. 34 triệu anh chị. 34 là có phí cho mình anh chị nha. 34 kèm theo phí nha. Có cô chú anh chị mình xem kỹ lại nha. Bò nói chung là đi đứng rồi nó nghiêm chỉnh anh chị nha. Đi đứng nghiêm chỉnh nè, giá đủ hai hòn hết anh chị nha. Rất là dễ ăn anh chị nha. Con này la miệng cũng lớn lắm anh chị. Con này. Con này thì có cái xả đò hơn chút anh chị nha. Đó, một con bông lường với con đuôi trắng anh chị nha. Anh chị mình thấy vừa mắt vừa túi tiền mình liên hệ với em nha. Rồi tiếp tục chuyển qua đây con lẻ anh chị. Con này con lẻ hoặc anh chị bắt chung trong ba con này bắt chung được anh chị nha. Bắt chung được hoặc là bắt lẻ anh chị nha. Cái tháng tuổi thì nói chung nó cũng không có chênh lệch nhiều anh chị. Con này giờ tầm cũng 10 tháng anh chị có nè. Con này nè 10 tháng. Còn hai con kia tầm 12 tháng anh chị. Hai con kia là nói chung là giá sổ hết anh chị thấy không. Đó. Nói chênh lệch cũng không nhiều đâu anh chị nha. Đó. Dàn xương thì nó cũng na ná nhau anh chị. Đó. Chỉ có là cái con bông anh chị. Con bông chân trắng là nó cao hơn mấy này chút xíu anh chị. Nói chung ba con này là 1m2 chút đỉnh anh chị. 1m2 trong phạm vi là cũng cỡ như con này anh chị, con này tầm cũng cỡ 1m17. Nói chung bò này 1m17 18 hết anh chị. Ba con này anh chị ha. Con bông này từ 1m18 anh chị. Con bông này 1m18 bò anh chị. Nói chung là cứng cáp bò này nuôi thì dễ ăn anh chị ha, rất là dễ ăn rồi nha. Cặp bò này bữa em có nói là em chích nội ngoại rồi anh chị ha, chích cho nó mũi nội ngoại rồi. Thì giờ nó ăn uống rất là dễ luôn anh chị. Thì anh chị mình có chích thêm ký trùng máu thêm mình chích thôi ha.
còn ra ăn uống dễ, không cần phải tiêm nữa anh chị, tiêm ngừa thôi nha anh chị, tiêm ngừa tụ cái trùng hay lông mồi lông móng thôi, hai cái đó thôi, hoặc là viêm da nổi cục anh chị. Thì con này với con này thì em báo một cặp nha anh chị, đó thì em cặp cho mình nha, hai con này nha. Hai con này thì em bán giá mình giá sát luôn anh chị, 38 triệu nha, hai con này ha. Một con bông và một con đen anh chị, 38 triệu nha. Bò này nay là rất là lẻ lên anh chị nha, nó xương sóc độ rất là lớn anh chị nha. Con đen anh chị, con đen này chung dạng đít thì nó banh hơn chút xíu anh chị nha. Đó, viên con sừng này nữa anh chị. Thì anh chị bắt chung nha. Đó. Để em quay kỹ từng con chi tiết cho mình dễ nha anh chị. Đó. Con này thì hai con này em thấy nó trên là chiều cao cũng không có nhiều anh chị nha. Mét 18 giật về anh chị, 18 17 gì đó anh chị nha, trong cái phạm vi đó thôi nha anh chị. Hai con này đều da mỏng, rất là mỏng luôn ha anh chị nha. Đó thì cô chú anh chị gần xa thấy ưng ý nha anh chị. Giá là cũng là giá bán nha, giá bán nha, 38 triệu là giá bán anh chị nha. Đó, giá bán là giá kèm theo phí nha. Đó. Tùy theo khu vực nha anh chị nha. Đó, anh chị mình cứ cái phí mình 50 cây đổ lại thì mình liên hệ với em nha. Còn xa hơn thì có mình phụ thêm tiền phí nha. Đó em nói rõ trên video vậy nha anh chị. Đó, đó là báo giá bán cho mình nha. Chiều cao là 1m2 anh chị nha. 1m2 nha. 1m2 tầm 2 phân 3 phân gì anh chị. Trong cái phạm vi thôi ha anh chị nha. Đồ đít con nào con nấy nói chung là cũng lù lù bò không anh chị ha. Cầm chân là cầm chân thẳng không anh chị ha, không có bị bú gối hay là bú ruột hết anh chị ha. Bò tầm dài dài mình nuôi nó cũng mau anh chị, nó cũng mau nha. Rồi con lẻ anh chị nha, con lẻ nè, con lẻ anh chị có bắt bắt luôn nha. Con lẻ tầm cũng cỡ 1m16-17 gì anh chị. Con này thì em nói sừng nó hơi nhú dài chút xíu ha. Độ lực lắm anh chị nha. Con này anh chị mình có thấy tính bắt luôn, lắc luôn nha. Con lẻ này 17 triệu rưỡi anh chị nha. Lông da những lứt bóng ngờ anh chị nha. 17 triệu rưỡi anh chị nha. 17 triệu 500 anh chị nha. Anh chị có bắt theo bộ ba này thì bắt luôn anh chị nha. Cái tháng thì tầm 10 đến 12 tháng không nha anh chị. Cái này nha. 10 đến 12 tháng không ạ. Anh này thì hơi chớp sừng thôi nha. Hơi chớp sừng nhưng mà cái dạng lưng anh chị. Lưng rất là lù bò anh chị nha. Nó thì hơi xấu cái dạng sừng hơi già xíu thôi anh chị. Nói chung nữa nó có dạng cổ anh chị thấy không? Cấp mình rất là hay bò anh chị nha. Con này cấp mình rất là hay nha. Đó, thì buổi chiều anh chị, buổi chiều này thì em lên clip cho mình có 5 con anh chị nha. Đó, 5 con thôi ha. Đó. Sáng mai anh chị đó. Ngày mai nha, ngày mai bò về anh chị nha. Đó, sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem cập nhật tiếp nha, giá cả bò nha. Đó. Cặp đầu là 34 anh chị nha, 34 nha. Con lẻ này 17 triệu rưỡi anh chị nha. Con lẻ này 17 triệu rưỡi nha. Cặp này thì 38 triệu nha anh chị nha. Đó. 38 triệu nha, một con bông và một con đen anh chị ha. Đít con này đùi móng đóng rất là sâu anh chị ha. Đùi đóng bầu sâu anh chị. Bò này nói chung là thiếu nuôi thôi, nhưng mà về chăn uống tầm vòng tháng nổi lên thì nó ngay cũng cũng mau lên lắm anh chị nha. Đó. Đó, cô chú anh chị gần xa thấy em nghĩ liên hệ nha ha. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây nha. Đó. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình gần xa quan tâm đã luôn mua ủng hộ em ha. Rồi. Chào anh chị.